Chúng tôi đến xưởng lặn của trường cao đẳng dầu khí PV College vào những ngày tháng 3. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Do là mùa biển động nên các công trình dầu khí ngoài khơi xa chưa thể bảo trì hay sửa chữa. Nhưng tại đây, những hoạt động liên quan đến lặn biển như rèn thể lực, kiểm tra máy móc, thiết bị diễn ra nhộn nhịp hàng ngày. Tất cả đã sẵn sàng cho tháng 4 khi biển êm, thợ lặn bắt đầu ra khơi làm việc. Từ tháng 10 năm 2022, 16 thợ lặn của PV College dưới sự chỉ huy của giám thị Phạm Trọng Khải và các kỹ sư, bác sĩ và giám sát của chủ giàn, cơ quan đăng kiểm lên tàu ra biển đến một giàn khoan cách Vũng Tàu khoảng 150 km. Công việc của họ là khảo sát, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa hàng chục mối hàng ở chân đế, đường ống ngầm dưới nước của giàn khoan này. Trước khi ra hiện trường, giám thị Khải cùng đồng nghiệp đã bàn bạc lên phương án, kế hoạch cho chuyến tác nghiệp đến từng chi tiết nhỏ. Từ sức khỏe, tâm lý của thợ lặn đến hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ đều được kiểm tra, chạy thử trước khi ra biển. Tại giàn khoan, trước khi chuông lặn đưa người xuống nước, một lần nữa bác sĩ kiểm tra sức khỏe của thợ lặn. Thợ lặn kiểm tra lại các thiết bị lặn và thiết bị làm việc một lần nữa. Mọi chuyện ổn thì giám thị mới ra lệnh cho thợ lặn vào chuông, chuẩn bị xuống nước. Chuông lặn từ từ hạ xuống và chìm dần dưới mặt nước. Khi xuống đến độ sâu 3 mét, hai thợ lặn tự kiểm tra thiết bị cho nhau. Tất cả tốt. Lúc này giám thị mới ra lệnh cho chuông lặn đưa hai người xuống đến vị trí làm việc ở độ sâu khoảng 50 mét. Ở vị trí này, một lần nữa, hai thợ lặn tự kiểm tra thiết bị cho nhau. Khi mọi thứ đều ổn, thì giám thị mới ra lệnh cho thợ lặn 1 ra khỏi chuông bơi đến vị trí mối hàng cần kiểm tra. Còn thợ lặn 2 vẫn ngồi trong chuông lặn theo dõi, quan sát thợ lặn 1 làm việc và nếu có sự cố sẽ lao ra ứng cứu ngay. Tất cả những hình ảnh, lời nói của thợ lặn đều được camera trên đầu họ ghi lại và truyền về phòng điều khiển lặn. Giám thị Khải cho biết các mối hàn của những đường ống, chân đế giàn khoan dưới biển lâu ngày sẽ có nguy cơ bị hư hại bởi tác động của biển, của sinh vật bám vào vật liệu. Do đó, theo định kỳ, những mối hàn này phải được kiểm tra và làm sạch bên ngoài mối hàn bằng nước và cát phun vào. Sau đó chụp ảnh mối hàn, đường ống bằng phương pháp không phá hủy để phát hiện có nước bên trong hay không. Trung bình để làm sạch mối hàn và chụp không phá hủy phải mất khoảng 20 ca lặn. Mỗi ca trung bình kéo dài khoảng 30 phút hoặc có thể dài hay ngắn hơn tùy độ sâu. Sau khi hết ca, giám thị ra lệnh cho thợ lặn 1 về chuông, còn thợ lặn 2 thu dây cho thợ lặn 1. Từ độ sâu 50 mét lên mặt nước, các thợ lặn phải dừng lại nhiều lần, lên dần dần để giảm áp chứ không nổi lên ngay. Và khi còn ở độ sâu 18 mét thì cứ 3 mét, thợ lặn phải dừng để thực hiện giảm áp. PV College có trang bị máy giảm áp nên khi còn ở khoảng cách 12 mét, chuông lặn đưa thợ lặn nổi lên mặt nước luôn và vào ngay buồng giảm áp. Thời gian di chuyển từ khoảng cách này vào buồng giảm áp không được quá 7 phút. Trong buồng giảm áp, thợ lặn được thở oxy tinh chất 99,9% và máy sẽ giảm áp dần dần từ 12 mét xuống 9 mét, 6 mét, rồi 3 mét và hạ áp bằng với bên ngoài. Được biết, PV College
không chỉ là nơi dạy những nghề liên quan đến khai thác, vận hành và bảo dưỡng các công trình liên quan đến dầu khí, mà còn là một đơn vị đào tạo, huấn luyện thợ lặn chuyên nghiệp cũng như cung cấp dịch vụ lặn hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Ông Vũ Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công trình Ngầm thuộc BV College cho biết, ngày nay, thợ lặn được đào tạo bài bản, học nhiều kỹ năng và quan trọng làm việc theo quy trình chuẩn, có sự hỗ trợ của máy móc tối tân, hiện đại. Nhờ đó, thợ lặn dầu khí ngày nay gần như được đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, giảm thiểu tối đa các bệnh nghề nghiệp mà họ có thể mắc phải về sau như bệnh thọt chân, liệt chân. Từ khi mà mua được cái hệ thống chu lặn về và hệ thống la theo tiêu chuẩn ca đó, thì cái sức khỏe thợ lặn sẽ nâng cao lên rất nhiều. Mà cái bệnh nghề nghiệp thì nó có ít xảy ra, nó chỉ có những cái rất nhỏ về cái mà mệt mỏi, những cái mà khi mà làm việc ở trên nước thôi. Nhưng mà khi làm nó thì có hệ thống của la nó đưa thợ lặn lên, la và chuông đưa thợ lặn lên thì cảm thấy là thợ lặn nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Mà từ cũng rất may là từ hồi tôi làm thẩm thị đến nay thì đã hơn 20 năm thì chưa xảy ra một cái sự cố nào đáng tiếc xảy ra đối với anh em thợ lặn. Mà anh em thợ lặn thì khi có hệ thống mà đi với hệ thống la và chuông ấy, thì rất tin tưởng làm việc chất lượng hiệu quả rất cao. Để trở thành một thợ lặn dầu khí đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà thầu hàng hải quốc tế, không chỉ có sức khỏe mà phải có kỹ năng, kiến thức và phải có chứng chỉ về an toàn, chứng chỉ làm việc về khảo sát, xây lắp các công trình dưới biển. Do đó, để đào tạo được một thợ lặn dầu khí phải mất từ 4 đến 5 năm. Với năng lực làm chủ đáy biển, thực sự, những năm qua, thợ lặn dầu khí Việt Nam đã thay dần thợ lặn nước ngoài. Những công việc khó khăn như thay một chiếc van ngầm nặng khoảng 10 tấn ở độ sâu gần 30 mét, thay thế một đoạn đường ống nặng đến 13 tấn đều được hoàn thành an toàn. Anh Nguyễn Văn Thọ, 32 tuổi, cho biết, trước khi trở thành thợ lặn, phục vụ cho ngành dầu khí, đã có thời gian anh làm ngư dân lặn biển. Anh cho biết, từ thợ lặn dân gian sang thợ lặn dầu khí chuyên nghiệp là một sự khác biệt rất lớn. Trước hết là máy móc, thiết bị hỗ trợ cho thợ lặn dầu khí có đủ loại, còn thợ lặn dân gian chỉ có chiếc máy nén khí và ống thở. Khác biệt quan trọng nhất là thợ lặn dầu khí có quy trình lên xuống, quy trình giảm áp, còn thợ lặn dân gian không có. Theo BV College, hiện có thợ của họ đã làm việc dưới nước ở độ sâu lên đến 84 mét. Đến năm nay làm thợ lặn đã 20 năm. Thì lúc bước chân vào thợ lặn, em làm một số công ty tư nhân thợ lặn ở trường cao đẳng dầu khí và ở ngoài khác hẳn nhau. Ở trường cao đẳng dầu khí, phương thức lặn và chế độ giảm áp bài bản và đầy đủ hơn. Thì thợ lặn được sử dụng khí heli và lên giảm áp bề mặt bằng oxy. Đã có hơn 10 thợ lặn dân gian có nguy cơ liệt chân do không giảm áp đúng quy trình, được buồng giảm áp của nhà trường cứu chữa nhân đạo giúp họ thoát khỏi cảnh ngồi xe lăn. Điển hình là trường hợp của anh Nguyễn Xuân Quang, sinh năm 1977, quê Thanh Hóa, bị bệnh giảm áp khi lặn làm việc thủy điện ở tỉnh Lâm Đồng. Là anh Văn Dưỡng, lặn ở sông Đồng Nai, anh Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1979, quê Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, lặn bắt tôm hùm. Lãnh đạo BV College cho biết, tất cả những người mắc bệnh giảm áp sau khi lặn có nguy cơ liệt chân. Nếu được dùng máy giảm áp kịp thời, sẽ phục hồi đôi chân khỏe mạnh, tránh bị liệt. Chuyện cứu người ở đây hoàn toàn mang tính nhân đạo.